Xin chào quý vị, các bạn trở lại với kênh Biên Hòa City nhé. Thì giờ Phú đang có mặt ở nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp thuộc phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Thì trước mắt quý vị đây là khuôn viên của nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp. Thì hôm nay Phú có đi ngang qua đây và ghé vào trong này quay lại để chia sẻ cho quý vị và các bạn cùng xem cái quang cảnh của nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp. Rồi bây giờ Phú sẽ đi vòng vòng vào trong này từng khu và sẽ quay lại cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Thì đây chính là cổng của nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp nè quý vị. Đó, từ bên ngoài nhìn vô ha. Thì phía trước cổng nhà thờ giáo xứ có một cái khuôn viên rất là rộng luôn. Đấy, ở chỗ này có nguyên cái vườn cây nè. Đó, vườn cây xà cừ rất là rộng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong ha. Đây, cổng nhà thờ. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp mà năm nay làm chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh khá là hoành tráng luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy hang đá phía trước nhà thờ này, đó, rất là đẹp vô cùng. Nhà thờ có một cái kiến trúc rất là đẹp. Đấy, cái thông bự luôn nè. Cái này mà buổi tối mà mở điện lên thì đẹp tuyệt vời luôn. Đó, đó, từ đằng xa xa là ông già Noel cưỡi đoàn xe tuần lộc đi về hướng hang đá ha. Đó, đi về hướng hang đá kìa. Ở trên là có thiên thần đang thổi kèn kìa. Thiên thần thổi kèn mừng Chúa Giáng Sinh. Đó, và phía trực diện là hang đá rất là đẹp. Đấy, hang đá rất là đẹp ha quý vị ha. Đây mình sẽ phóng lớn cho quý vị xem nha. Đó, khuôn viên bên ngoài của nhà thờ rất là rộng. Thì nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp là chúng ta sẽ đi theo đường Nguyễn Ái Quốc và ngay chỗ phường Tân Phong, chúng ta sẽ rẽ vào bên trong khoảng cỡ 100m là sẽ đi vào tới giáo xứ. Đây mình sẽ đi ra ngoài này, mình quay cái quang cảnh ở ngoài này cho quý vị xem nha. Đây chính là cảnh ngày xưa mà Thánh Giuse đưa Đức Maria đi trốn nè quý vị, đi trốn sang Ai Cập nè. Đó, làm rất là hay và đẹp, giống như người thật vậy đó. Đấy, ở đây người ta có làm những cái ngôi nhà bằng chất liệu mút nè, mút xốp, và người ta sơn lên. Đấy, nhìn giống như là nhà thật vậy, rất là đẹp. Rồi bên phía bên kia thì có những con lạc đà. Đó, bên này có ba con lạc đà của ba vị đạo sĩ hay còn gọi là ba vua đó. Đó, đang tiến về hang đá nè, đang tiến về hang đá Bethlehem. Đấy, rất là đẹp. Bên này một vị đạo sĩ đã xuống lạc đà rồi, đang đứng chỉ về nè. Đấy, còn hai vị kia thì vẫn ngồi ở trên. Đó, và năm nay thì chắc chắn là với cái kiểu thiết kế thế này thì nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp cũng làm lễ mừng Chúa Giáng Sinh lúc nửa đêm ở ngoài trời. Đó, rất tiếc là mình không đi quay đêm được ở đây, bởi vì với cái kiểu thiết kế này thì buổi tối mở điện lên thì quá là tuyệt vời luôn. Đó, rất là đẹp. Thì ở đây là đài Đức Mẹ này quý vị, đài Đức Mẹ ha.
đài Đức Mẹ rất là đẹp luôn đó. Và phía dưới chân của đài Đức Mẹ là mộ của cha Tiên Khởi Phạm Khắc Nghiễm ha, Phạm Khắc Nghiễm, cha Phạm Khắc Nghiễm là cha Tiên Khởi của giáo xứ Thái Hiệp. Đó, mộ của cha ở dưới chân đài Đức Mẹ ha. Đấy, quang cảnh rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ đi về phía hông nhà thờ để quay cho quý vị cùng xem nhé. Ở bên hông này là có đài Thánh Giuse này quý vị. Đó. Đài Thánh Giuse rất là đẹp. Đó. Lúc nào cũng có hoa ha, rất là đẹp. Đây chính là phía bên hông của nhà thờ này quý vị. Còn bên cạnh là nhà sứ ha. Đấy, nhà sứ của nhà thờ Thái Hiệp. Đây chính là bên hông của nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp này quý vị. Đó, nhà thờ rất là đẹp luôn. Phía sau này là có đền Thánh Martin, đền Thánh Martino ha. Đó. Rất là đẹp luôn. Đền Thánh Martino được làm ở trên hòn Non Bộ này, rất là đẹp luôn. Kinh Thánh Martino. Hòn Non Bộ rất là đẹp. Đây là phía sau nhà thờ này quý vị. Phía sau nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp. Phía sau này là có đài Thánh Vicente. Đó. Đây là đài Thánh Vicente đó quý vị. Đó. Phía sau nhà thờ ha. Đài Thánh Vicente cũng làm trên hòn Non Bộ nè, rất là đẹp. Dọc bên hông phía của nhà thờ đó là hàng cọ nè, rất là đẹp và mát. Đấy, hàng cọ và xà cừ đẹp và thoáng mát vô cùng.
đây là bên hông của nhà thờ này. Chào quý vị, thì vừa rồi Phú vừa mới dắt quý vị và các bạn đi tham quan một vòng khuôn viên của nhà thờ Giáo xứ Thái Hiệp ha. Thì bây giờ Phú đi ra ngoài rồi và Phú sẽ dừng cái video này đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo nha.